cũng vì con bán đảo cũng tình người còn thành lại đảo tử dùng để nhất thiên tiên là thỉnh mời mẫu để nhất thiên tiên sắc phong chế thăng nga xa loạn đi ngự vì vân các thôn quê phủ dày vân các na thôn quê ngãi hưng thiên bản ni nhà lê mẫu cải trần lô nhang xạ nhiệt pháp rơi mông ngân chư phật hải hồi thất giao văn tùy sư thế tương vân thành ý phương ngân chư phật hiện toàn thân nam mô nhang cung răng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cung răng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cung răng bồ tát ma ha tát sa loan thanh gia hồi cung đề nhị thánh tiên na thỉnh mời mẫu đề nhị thánh tiên tích xưa hiệp thanh nghe trên đền đình đông cuồng nhàn sắc thương hình dòng nghi nhàn sắc hát thương nghi giá danh đòi một nghi người thơm mệt người chiến đan hải ngạn đu nhiệt linh ương gia du thủ hậu lưỡng vô ương hỏa đôi đắp thanh lương chi tâm kim tương nhất chú biến thập phương nam mô nhang cung răng bồ tát ma tát nam mô nhang cung răng bồ tát ma tát nam mô nhang cung răng bồ tát ma tát sa loan thánh gia hồi cùng đề tam chúa tôn ta thỉnh mời mẫu thể tam chúa tôn nghi xích lân long tử ngự đền hỏi cung người định chân ngang phần khởi xung thiên thượng đệ tử thiền thì nhiệt tài kim lô phóng khoảnh khắc nhân luân tức viên mãn thập phương tích nhật giá du miễn nạn thiếu tai chương nam mô nhang cung nam bồ tát ma tát nam mô nhang cung nam bồ tát ma tát nam mô nhang cung nam bồ tát sa loan thánh gia hồi cung có lệnh truyền ra thánh ông có lệnh truyền ra các quan thủy bộ cùng là chư linh ngô binh nó phạm nam thành đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi quốc sử ký Việt Nam chân thì lịch đế vương kê thế trị bình thiên trường tức mặc địa thành sơn hà dục tù trung linh kham kỳ ngoại man di tùy uy cùng phục trung hoa đông nghi mộ đức tôn thần thượng bình quân hạ lương thần nhất đường ngư thủy long vân tao phong hồi liên phong nghi hà thanh hải yến thời phúc sinh xuất hiện nam phương tường vân nai đánh lữ quang hoàng thiên tích mệnh nam bang giáng thần hướng mộc nì mạn tuần xuất thế thát định sinh trần thị tôn vương dung nghi tướng mạo đường đường quê trường vĩ mộng đồng lương đại tài võ thao lược nghi hùng ngoài quán cổ văn kinh luân nì khí độ việt nhân triều ban vĩ cực hoàng thần bí cực hoàng thân triều ban bí cực hoàng thân ni nội san bình chính ngoài cầu đồng binh mưu quyết thủy khổng minh thức chi phép hành sự bạch khí chi doanh thiên cương thái ất tung hoành
Quán Tinh Trận Đồ. Chiếu từ trung nghi nga tích tăng cung trạng kim phúc hoàn lần cận thánh chúa tiên trưng vương ca lâm thần giả ni từ mi mẫn trung sinh cung nga kim đình lệ song nhan thập cử diệu khai cuốn chiếu từ trung văn sướng dâng lên thượng lai sớ đức kim bân nê thành ông tấu đôi chép biên rõ ràng độ cho dũng mạnh đùi đàn hàng ninh phu quỳ lông tai đê đã chút mùa vận hạn tai qua Bình Trinh
Dầm phong tước vương thành ra hồi cung. Hoa hải đường nghi vương cô đệ nhất na, đức mặc thường là đất na trầm hành thành ra hồi cung. Trên tòa vàng trông ơn đức thánh nghi, dưới điện tiền đệ nhị vương cô. Tên hiệu đại hoàng phương đôi, tên hiệu đại hoàng tôn thông minh chính trực nghi, đảm đang đơn trong chiều thanh giá hồi cung. Trông ra của xuất tờ mờ, chiếc thoi cô bé lững lờ giang thềm. Tích cũ nhà Trần nhớ xưa, tích cũ nhà Trần định sinh cô bé mười phần thì tốt tươi thanh giá hồi cung. Cầu quần nhà Trần dân văn ni, cầu quần nhà Trần cửa then cửa suốt ni, là nơi cậu đi về thành ra hồi cung. Tam quang chiếu bao la thế giới, một chiếc nê dốc lòng thành kính nghe, cùng thỉnh mời lê mãi nga chúa tiền. Ra tiên chú nghe khai hoa dần thiêu, vẻ cốt
cách nghe thanh nghe tân yêu điệu nét dịu dàng. Quân nai áo trai nở nghĩ à, ý à. Sơn lâm nghi nghi nhà tiên vương mẫu quản thượng ngàn đi 36 đồng tiên hiệu dành lê mãi chúa tiên. Anh bông chua ngang ý à, cầm quyền sơn lâm mà âm dương khí hợp thần hùn đúc vòng càn khôn ni vũ trụ thai sinh nghi à. Dừng nghề sánh ra vào ra hiệu lệnh bóng đào đón rước thổ man mường nghề soi trước phục tâm ơn nhờ thanh mẫu sơn lâm. Chờ che các bàn thôn nê dần đi rừng lòng mộ phật nê tu hành sớm tôi mới có thiên na dốc nghi trí bền tâm nghi à. Dần đi rừng có
phen biến người dừng người thù có phen thời phân hồ luyện voi hoa sinh sinh hoa kiếp người. Hoa sinh nghi sinh hoa muôn nơi dấu chân ghi để muôn đời khắc ghi. Tại núi Dung mì vạn niên lịch đài đất tuyên quang còn mãi lưu truyền đền thờ lồng lồng uy. Bài sai đô chịu lục cung đi nàng ân nàng ai vốn dòng sơn trang tính tình hay bằng trúc bằng giang măng mai măng vàng nghề cũng có phép xung ngài đi tầm mùa nào thức ngây ai đem dâng cùng giang mùa nào thức ngây ai đem dâng cùng giang. Dòng nhang khai cuồng thông cờ diệu quang miên chứ từ chúng nghi nga thích tăng cung ràng kim cung hoàn lần cận thanh chúa thiên trường vương nghi nga. Ngày hôm nay tiến công sơn trang kim ngân thoi nuôi cô bàn tiền dâng cơm nam gạo lúc thương lừng nghỉ ấu của tôm cá giò nem đi a đu mùi măng chua vị thái hoa hồi ngã. Năm nay thâm thoáng bên lầu sông đăng ba mùa dịu dàng hoàn thai nước đai giọt ngắn giọt dài nga. Chân nào chít khăn xanh khoe màu khăn vần đầu quần chân áo dắt nê tem thuốc của là thoăn thoắt nê mới duyên nê bà về chứng quả đàn duyên nê à. Sông ngân đem về mà tưới say không lầu lầu tưới cho cây đức tốt tươi sai hoa mê kết trái bốn mùa tốt tươi mà về bóc vỏ khai tâm khai cho tâm sáng khai lòng lòng ngay trứng rồng lại nở ra rồng cây thông lại nở trôi thông dương già
trần cho thanh cao, rồi lại được mười phần thanh cao. Chữ cương thường treo cao giang ngọc nghị, ba đồ cho đồng lịch bóng sáng tính nghe ngà. Cho đồng cho mặt Huê ra phấn cho lòng để tốt tươi, ba đồ cho đủ nở hoa cười tí ngà. Ban cho tiền tốt lụa dày, bổng lộc cho lắm về đây cho càng nhiều. Ban cho thứ nhất lộc hoa, thứ nhì lộc quả, thứ ba là lộc tiền. Ba về giờ sổ chép miên, chép chu chữ đỏ, chua viên cho lâu lâu nghỉ, ba đồ cho phúc thọ dài lâu tí ngà. Ban cho dài nhất sang nhiều, vòng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Trần gian có khuya sớm phục thờ, 30 nay mùng 1, 14 hôm rằm mẹ, 30 mùng 1, ngày 10 rằm 14. Coi kẻo thế gian cười rằng phép không thiêng, đạo sơn trang bí mật này càng ghê à. Chúa vui về hồi mùa chín nên sơn trang tú linh nghi, hài hoa rào chơi khắp nơi. Xin mời anh lưu lô chào mừng hát khúc ca mùa xuân. Sóng nắng ai thấp thoáng bên lầu, sóng nắng ba mối dịu dàng nghe khoan thai, nước đai giọt ngàn giọt dài ý ngà. Lúc ngã tiền tỏa sáng soi trong đêm đẹp làm sao, đúc đúc tiền tỏa sáng soi trong đêm đẹp làm sao. Lộc tài chứa mới ban ra, muôn phương huy hồng đề đà. Ban cho tiền tốt lụa dày tinh hà, ban cho tiền tốt lụa dày bổng lộc cho lắm về đây cho càng nhiều. Ban cho dài nhất sang nhiều ý ngà.
sang nhiều mông lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Trần gian con khuya sương cùng thơ tiếng à. Quý tộc lê gia năm thân ni tháng hai mồng ba nghỉ à. Tiên chúa khai hoa dân thì vẻ nhan sắc phương phi yêu điều, nét dịu dàng dư liễu tốt tươi dung nghi vốn sẵn từ trời. Nguyệt tô son càng nhìn càng thắm càng giòn nên à ý. Tròn cuộn trăng đôi mắt phượng nghi hàm răng ngọc thạch nghi tai hoàn vàng hổ phách kim cương quần chân nghi áo chít khác thường nghi a nghi. Chiêng lắng hoa hầu quỳ lưng đai xanh bồ đầy dao quai trên đầu lược dắt chân hoa cài à. Trên đầu lược dắt hoa cài xì xa xì xó nói đường sơn trang 36 tiên nàng bổ trung 72 các lũng các làng ra hồi tam qua
quang chiếu, mau la thế giới vâng nguyệt soi, chói hỏi nam thiền chuông thiền nhật hoa, sinh niệm đan năng nhớ xưa tích cu mi chốn lạc châu, thủy tu trung linh đông cuồng công chúa giáng sinh. Thank you.
làm lễ dâng nhang, dâng lên tam bảo mười phước ni đồ trì, tay dâng nhang niệm niệm từ tiếc chừng vương ý à. Ngày hôm nay tiến lê sơn trang tìm ngân thoi núi cô bạn tìm dâm nghi thơm lam gạo lộc nghi thơm đừng
xa xin men bay rợp trời hòa trong nắng mới dốc cao sương mờ ngàn con suối long lanh uốn quanh sương đường ngàn hoa thắm tươi xin mời những lô chào mừng hát khúc ca mùa một miền núi cao cao ngất nghe nối liền chân mơ tay đàn tang thính thình tang nghĩ à tiếng tơ tiếng trúc tiếng trầm nhật hoan buồn đón ra tìm thù ba vì đồng tràm kiết tràm ly vì nó vàng tươi dốc 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 nghe trên sườn núi sau lưng đèo người mèo cá dốc 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 trên sườn núi sau lưng đèo người mèo đi về vì nó muôn phương hội họp đi đã tháng ngày bàn cho tiền tốt lúa dày ý nga tiền tốn lụa dày bổng lộc cho lắm vì đây cho càng nhiều ban cho dày nhất sang nghiêu ý nga ngày dưỡng dục giá so bằng vàng ngọc máu già nghi cha trai nơi
sao bằng kim bôn ngọc bì mà nét nam thanh. Ai vẽ cho yên Tiên Chúa Đệ Tam lưu thủa hồng bàng phương danh nghi lưu thủa hồng bàng thiên lâm diệu nghĩa sơn trang nghi tổ bương phong sơn động thành ra hồi vui Chúa Tiên na cung thỉnh mời tam vị Chúa Tiên ni mời ba đệ nhất na Tây Thiên ni thank you.
đài nghi tam đạo quê nhà thông gieo chúc hòa dươm già tốt tươi chúa rào trời non nước đồi dương
già bốn mùa vẫn hạ tai qua ý ngà. Nước Na tiên linh ở sông Ngân đem về mà tưới sạch không lâu lâu. Nước tiên linh ở sông sâu ý ngà. Trần thanh cao lại được mười phần thành cao, chữ phương thường treo cao giá học, chữ tam tổng cứ đức khuyên nghi. Bà về tẩy diện để cho đồng mặt hòa ra phấn nê, xem càng tốt cánh quạt tiên quạt cho đông từ bốn mùa đi tốt tươi cho nụ nở hoa cười. Ba về mở quạt cho đông, quạt cho đông từ bốn mùa tốt tươi bệnh tiêu tan đi, thánh bà giang phúc nghi cho bình an tháng ngày. Quạt cho sóng lặng bề an, trăng sao sáng tỏ làm xua tan đám mây mờ. Người trần gian căn số phải thờ, chưa ra hầu hạ còn cớ con đời. Quạt cho nam nữ trẻ già, quạt đâu mát đấy thỏa lòng người thế gian. Quạt cho sống lặng bì an và quạt cho đồng tử cho bình an tháng này. Trời đông cho chí trời tây ai mà được quạt cho bốn mùa được bình an. Quạt cho cây héo mọc trồi sai hoa kết trái cho bốn mùa tốt tươi. Quạt cho bách bệnh tiêu tan, vạn bệnh tiêu tan tới cầu vinh hoa. Bà về tiếp lộc ban tài, ban công thưởng lộc nga cho thanh đồng nhất tâm. Bà về dở sổ chép viên chữ đen, bà bỏ chữ đỏ thì bà phê. Bà phê cho đôi chữ thì bình an ý nga. Khăn này theo phượng theo loan là khăn tứ phủ, bà trao này cho đồng, bà đổ cho đồng tứ tốt tươi. Thank you.
lên bà về tâu đôi chép biên cho lòng thanh nghề bà đổ cho đồng lịch bóng sàn khang ninh phú quý bốn mùa tốt tâm theo đồng thầy dốc một lòng không dám mi đơn dài ý à. Cành non cao đung đình một mình hái hoa hai trăm hoa đem về dâng mẫu màu hoa nào mà chả thêm cường soi trong Nam Việt bốn phương thái hòa soi từ thành thị tới kinh đô ý nga đúc nga đúc tiên tỏa sáng soi trong đền đẹp làm sao đúc nghi đúc soi trong đền đâu là đẹp làm sao lộc tài chú mới ban ra buôn phương hội họp đề đã bàn cho tiền tốt lúa dày kinh ngà nay sông ngô mai về bề sửa chút đùng lấp quê ở thiên có phen ư cánh đường lai khi ra nữ thiết đi vào niềm mê thôi ai hay hiền hình biên tướng tương với nàng ngày tháng dòng chơi cây cao bóng mát nghỉ ngơi gặp người thanh lịch ấy thôi là nhân duyên vàng đem cho các ghế sổ
sáng đời đời đem cho trăm họ đức đời đời giàu sang. Mây đưa gió giáng đền để thung dung nghe mộng đơn xanh với đóa phù dung nghe mong chờ hoa bưởi đều mong làm chi Bạch Mã là người thần
Linh Nguyệt hồ tôi tú anh nghe mình. Trước cửa đền miếu câu rồi miếu cô, xung quanh đá mọc nghề lô số đường treo mưa son mà vẫn lòng trần đau xót ni thương phàm trần ni bao kẻ như xưa thái tổ chiều tiền đâu mà ban phép nghe đặt tên chú Nguyệt hồ.
ấy ai đem dâng cung giang. Dầu khi tàu lỡ che sang, không quản xa đàng không ai để bước mây. Ngày hôm nay loạn ra vì đây đi ngà. Dòng nhang khai cương thập phương diều quang miên chiếu từ trung nghi ngà tăng cung thang kim phục hoàn lân thần thánh chúa thiên chứng vương mà đi ngà. Bệnh tiêu tan tới cầu Vĩnh Hoa,
độ cho phúc đặng hà xa. Bao nhiêu hạt ách nghe tống hết ra hải ngoại. Đồ cho già trẻ gái trai gia trung thịnh vượng lộc tài để hoàn hân nê. Chứ rằng thanh giáng lưu ân bà nguyệt hồ lưu phúc nghe thiên xuân thọ trường. Quạt cho dụng mạnh đôi đường nghề, quạt cho nam nữ trẻ già tốt tươi, đổ cho đủ nở hoa cười, đáng thanh đáng lịch đáng người đẹp tuyệt. Ban cho phúc lộc nề đa, quạt cho đồng tử tốt tươi dường già, đồ cho phúc lộc nề đa. Lộc cho lắm về đây cho càng nhiều, ban cho dài nhật sang nhiều, bông lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa, họ lê con quyết sớm phụng thờ. 30 mùng 1 14 đi hôm rằm, 30 mùng 1 ngày 10 rằm 14 biết chữ đen ba bỏ chữ đỏ đi bà phê, bà phê cho đôi chữ được bình an đi à. Ban phù ban ra nước quốc tẩy diệt người trần gian, bà đổ cho đồng lịch bóng sáng đi à. Khăn này theo phượng theo loan là khăn tứ phủ trên sơn trang nguyệt hồ, bà đổ cho dũng mạnh đôi đường ý nga. Từ nay phải đạo làm tôi, trên theo Phật thánh dưới theo đồng thầy, bà đổ cho lộc bói lộc soi, tay cao ấn quyết nê mặc cứu người chân ra. Ban cho ấn quyết đạo phù, ban cho ban phép cho người đồng nhân nê, bà đổ cho bấm số lục nhân có tài bấm thiết nê mà cứu người trần gian. Thank you.
sông Nhơn hai cho tinh tường nghề, ba đồ cho dũng mạnh đôi đường, khai tâm khai tính nghề, khai cho người đồng nhân. Tay tay thiết cho người đồng nhân nê, đổ cho bách bệnh tiêu tan tí hà. Cao vi tựa lòng son lá, sâu vi tựa tấm gót mi thanh đồng. Từ nay phải đạo làm tôi chết theo đi Phật thành nghe, dưới nhất tâm theo đông thầy. Lá dầu xem bói cổ cầu xem trăm khỏe, bói không sai khỏe nào, bà này cho có tài bấm số lục nhân ý ta. Bà về ban phép ban phù ban ấn ban biết người đồng nhân đi, tiền đài phân gió trăng đèn đi à. Năm ngoái năm xưa họ lê con quê sướng đi phụng thờ, 30 mùng 1 mười thứ niệm mười dặm, 30 mùng 1 ngày mười dặm mười thứ. Thánh dưới nhất tâm theo đồng thầy, bà đổ cho tay pháp tay phù ra tay ấn quyết cứu người chân ra. Điền thanh quân chân áo chiếc khăn xanh nê khoe màu, khăn vần đầu quần chân áo dắt nê tem thuốc bùa là thân thất nê mới truyền, cầu dầu đỏ tắm làm duyên, hoa ngâu cài tóc nê càng thêm khác thường. Vì em có liệu rắn nghe sơn lâm văn vẻ quanh thành,
vọng nghe tiếng nhạc đầu gầy ngày cuối hang, nơi non xanh suy ngàn tung tích nga, có cơm làm thịt thịnh với nem khô, vũ thấy theo nhịp xanh ngô tiếng nói trò trẻ liễu lô liễu lô. Vào nhà mây với ai hay hiện hình biết tương tương với nàng ngày tháng mà rong chơi, cây cao bóng mát nghỉ ngơi gặp người thanh lịch à, ấy thôi là nhân hội họp đề đa tham này bàn cho tiền tốt lúa dày à. Ngoài năm xưa trần gian con khuya sớm phụng thờ, 30 mùng 1 14 hôm rằm 30 mùng 1 ngày 14 đến đó chân đi bước trên cầu mây xuống theo nhịp theo tiếng đàn hỏi tôi đôi bà bao lại lên tiếng đền thiên chúa đây mới thực là đẹp nhìn xem xinh đẹp tươi khi nằm ơi sao nó ơi hoa là hoa thắm tươi ngàn hoa là hoa thắm tươi xin ngoan liễu lô chào mừng hát khúc ca mùa xuân. Đôi bên chúng ta cũng bách bộ nàng tiên nương mây tựa gió giáng đền thùng dung nghe một đơn xanh với đó phù dung mong chờ hoa buổi mà đeo bằng làm chi thank you.
mà mỏi ra khỏe tốt nghiêng, liền duyên may truyền cho sư lý giọt ngày bắc cầu thước nghi duyên vầy phường loa.
tân ngân du hoa. Khách gần xa quy đầu vòng bài, hỏi khách răng ngáng biết hai hay trên sơn lâm rừng vắn chốn ai. Dừng nghỉ vắng chốn đó này đã danh hiền đứng ngã từ ngày tiền lê. Trên sơn khê có người hào kiệt ứng mộng thần mãn nguyệt khai hoa, sinh ra tiên nữ Hằng Nga. Thank you.
thanh xa hồi lâm thao ê cao mài quê nhà anh linh chắc giáng chú bà đi
ân sớ điệp dâng lên bà về tâu đôi chép biên cho lòng thành nghìn bà đổ cho họ ly bình an đi mơ hồ khai tâm khai tín cho người trần gian bà đổ cho đồng lịch bóng sáng đi ngà đồng nghề và đổ cho đồng lịch bóng sáng đi à. Bà về xe cánh quạt tiến quạt cho đồng tử bốn mùa tốt tươi bà đổ cho nụ nở hoa cười đi à. Trời sai hoa kết trái bốn mùa tốt tươi đổ cho đùm nở hoa cười tinh à. Quạt cho sóng lặng bề an răng sao sáng đỏ làm xua tan mây mờ gian căn số phải thừa chưa ra hầu hạ con cơ con đời tưởng rằng thèn gió e mây ai ngờ phút nhớ phút quay trà ngờ khi vui mua quạt thì buồn cờ quạt cho đông tử mùa tốt tươi từ nay phải đào làm tôi trên Phật thanh dưới nhất tâm theo đồng thầy dốc một lòng không dám đơn sai ý à. Quạt cho nụ nở hoa cười đáng thanh đáng lịch hơn người trần gian quạt cho sóng lặng bì an trăng sao sáng tỏ xua tan đám mây buồn tẩy diện cho đồng mặt hoa ra phấn xem càng tốt tươi bà đổ cho đủ nở hoa cười
đồng, đồ cho ngân xuyến cho đồng nề tốt tươi, mà quạt cho đủ nở hoa cười, tháng thanh đăng lịch nghi lịch sự đồng nhân. Tứ phủ bà sang đi cho đồng nghề, từ nay phải đạo làm tôi trên theo Phật Thánh nghe, duy nhất tâm theo đồng thầy. Đồng sang bóng lịch cho bốn mùa tốt tươi, từ nay phải đạo làm tôi trên theo Phật Thánh, dưới nhất tâm theo đồng thời. Sáng ra soi
soi trong đền đẹp làm sao. Đúc nghe đúc tiền tỏa sáng soi trong đền đẹp làm vườn hồng soi sáng, chim én bay rợp trời hoa trong nắng mới, dốc cao sương mờ, ngàn con suối long lanh yên quanh sườn đồi, ngàn hoa thắm tươi, chim quay đứng âu chào mừng. Chưa mới ban ra muốn phương hội họp đề đã tháng này bạn cho tiền tốt lụa gì ý à. Bạn cho tiền tốt lụa gì bồng lộc cho lắm về đây cho càng nhiều ban cho dài nhật sang nhiều nghe hà đi tới đâu có đón bông hoa chào ba về bắt nhiều sớm chiều lên cả ba dầu sáng đời đời đem cho trong họ đời đời dầu cuối hang nơi non xanh xinh ngàn tung tính ta có cơm làm thịt tính em khô cũng thay theo nhịp xanh mù tiếng nói trò trẻ liu lô liu lừa một lòng mù đào nhất tâm nghĩa.
Thank you.
khai cung tâm cơ diệu quang điêu chiếu từ trung nghi nga tích tặng cung ràng kim phụng hoàn lân cận thanh chu tiền trưng vương ca năng thần giả ân đê từ bi mẫn trung sinh cung nga kim định lệ trong nhan tâm cơ diệu khai cung chiếu từ trung văn sớm dâng lên thượng lai sứ điệp kim ngân nê quan về tâu đôi chép biên có hàng đồ cho dũng mạnh đôi đàn khang ninh phu quý lộc tài đề đa chúng ngủ vận hạn tai qua điệp dâng lên hôm nay sắc điệp dâng lên nê quan về tâu đôi chép biên cho thương độ cho đồng nhân dũng mạnh đôi đường nâng canh sắc hồng ngày hôm nay nâng canh sắc hồng trình trước công đồng Phật thanh chứng minh Hãy
sớm khuya quanh ra hồi cung, giám sát quản khai hôi thượng ngàn ông đệ nhị quản khai. Không chỉ mấy thiên địa ni không sai đại thần, bản đền ông về giám sát bản đền sau ông lại chứng chứng tâm lòng thành đồ cho đệ tử bình an. Văn sớm dâng lên thượng lai sứ điệp kim ngân ni ông về tâu đối chép biên rõ ràng đồ cho dũng mạnh đối đảng.
nhớn quyền hành. Sinh nghi sát y lương cảm khôn ngài nàng quát trong tay khấm thường đến nay xưa nay quyền quan nề giám sát trước giây
chiếc nhang Long Thành, tấu một chiếc nhang y tấu về Thoải Phủ, các ban các tòa thiên đình Thoải Phủ Diêm La. Văn sứ dâng lên thượng lai sứ định kim ngân nê trình quan tam phủ ngài chép biên rõ ràng độ cho dũng mạnh đôi đằng. Khang Ninh phú quý lộc tài đề đa trốn mùa vận hạ tai qua. Về tâu đôi chép biên rõ ràng đồ cho dũng mạnh đôi đàng. Nhật án tâm hồn đình nhị an thất phách đình tam án thân thể trang tín chủ đắc tràng sinh. Thank you.
trải giang khê lên ngàn quan xuống miền lành giang từ quy hiện danh nam nghi đền thờ quan tan tiếng kiệu vàng long môn hồ bạc thành bàn chuyên đăng thủy ô chư dinh trình tỷ đại giáp những chơi miền trần gia dòng xích bích hồ quân trèo đi hồ quân trèo du lịch bốn phương nghe có phen tuần thu sông thương trở về tỉnh Bắc quê sang đi lục ở đâu cầu sông hát đi khi lên gành nghỉ khi lên gành xuống thác vui chơi thuyền rồng sắp mái chèo bơi dọc ngang tuần là nơi ông đi trấn giang khê lên ngàn xuống biển lành giang từ quý địa danh lam đền thờ quan tan tiếng kiều vàng long môn hồ bàng thạch bàn hãy còn đi xa hồi cung tiệc bàn loan nê tình mời con lớn đệ tứ buồn con trời cai trị ra hồi cung lấm liệt tung hoành gia huy lấm liệt tung hoành trừ tà này sát quỷ đến danh bi tướng tài thiên thai quan tuần ra ngự đi khắp nghi mọi miền đi náo nức nga dưng huy chầu thôi chạy trở cha về truyền cho nơi sông nước thoải đi nghỉ mênh mang
Xin phan các quan ông lớn tân ngài, xin phan các quan ni tả cơ những đội lương ban áo đàn quân thủy quân bộ đôi hàng. Thiên minh văn mà hăng hà kéo đi lệnh chiến thiên đội vạn cơ. Văn sớ dâng lên thượng lai sứ địch kim ngân nên quan về tâu đôi chép biên gió giang đồ cho dũng mạnh đôi đoàn. Khang ninh phu quý lộc tài đề đa chốn mù vẫn hát tai qua. Hay chóc ta sát quỷ chư tinh,
khoan tuần ni vạn phép muôn linh quyền ngài cai quản tướng chứ dính nhà trường. Ngự đồng trời minh quyền bóng quý được quý rời thủy khí đoàn tràng thanh gia hồi cung. Nhang một chiếc nê dốc lòng thành kính nghe cung thỉnh mời ông bát quốc nga giáng lâm lỗ nhang xa nhiệt pháp rơi mông ngân chư phật đại hội thất giao văn tùy sứ kết thương vân thành nghi phương ngân chư phật hiện toàn thân nam mô nhang cúng rằng bồ tát ma tát nam mô nhang cúng rằng bồ tát ma tát nam mô nhang cúng rằng thành gia hồi cung. Bóng kim mô ánh vàng xế xế cung thỉnh mời bà châu quê hiện lên thành gia hồi cung. Tiên thánh thượng ngàn giấc văn ni tiên thánh thượng ngàn đông quân tuần quán ni giáng đàn chức ngơ đây trên nắng an nghỉ gió quấn dung cây chim mi bay vì ta dòng nhang khai cuồng thâm cờ diệu quang miên chiếu từ trung nghi nga tích tâm cung rằng kim phục hoàn lân cận thánh chúa tiên chứng vương thanh gia hồi cung thánh thoại thiên thầy đề tam châu thánh thoại thiên thầy hành phong hành vũ ngự dày gió mưa thanh gia hồi cung chấn nam thiên ni hải hà trung tú nổi dấu thiêm châu bà đệ tứ anh linh thanh gia hồi cung sông hóa quê nhà xứ lân nê sông hóa quê nhà châu năm vui cảnh vào ra sớm chiều thanh gia hồi cung châu lục cung nương nê sắc phong châu lục cung nương vốn dòng lệnh tộc sinh trên non bà là nơi ngất điện nghề lục cung từ sâu khi danh làm anh linh lừng lẫy trên ngàn nghe xuống gành dài sông nước long lanh nghe hát nỉ bóng treo leo hiu lũng châu dốc đổ quăn nghèo trông thấp thoáng cuối gành kỳ à.
thoáng nghe dập dành sông thơ. Điều điều dáng tiên nương than nhịp nhịp trèo qua nước long lanh, rừng xanh xanh núi xanh xanh nghe mê xanh ảnh bóng ngang sông thành lục mờ lam. Cảnh đặt bềm nghi long hang hồ phục vi mến niêu, châu lục giáng sinh trước là phân mệnh thiên đình, sau là phá thế sinh nghi linh cõi phà. Đầm đầm nì phơn phớt đào tô bồng bềnh, mái tóc sóng xô châm hoa thoáng điềm nì thu hồ soi. Nhật thương đời loan giá về đây nông nhang khai cuồng từ nhiều quang miên chúng từ trung nghi ngã tăng cung giang kim phùng hoàn lân cận chúa tiên trung vương nghi hà. Cao lâm tận là ni từ bi mẫn trung sinh cùng ngã kim định lệ dòng nhan thật từ thiếu hai cuốn chiếu từ trung nghi hà. Tiên công sơn trang kim ngân thoi núi cô bàn tiền dâm mê cơm lam gạo lốc thương đừng ý à. Thank you.
sẽ bóng cho đông cho đồng sang bóng lịch cho bốn mùa tốt tươi bộ cho bách bệnh tiêu tan vạn bệnh tiêu tan tới cầu vinh hoa. Theo phượng theo loan là hắn tứ phủ bà sang nay cho đồng nề đồ cho đồng lịch bóng sang ý nà trình lính ghê dâng lên trước trình phật thánh sau trình vua cha trình lên cán ra cát tỏ đi à. Đến đây trình mẫu phủ dày đề nhất thiên tiên trình lên tam vị chúa tiên à. Ba mùa dịu dàng khoan thai nước đai giọt ngần giọt dài ý ta kiều là vườn hồng soi xa hòa trong nắng mới dốc cao sương mờ ngàn con suối long lay uốn quanh sườn đồi ngàn hoa thắm tươi chỉ quanh níu lô chào mừng hát khúc ca mùa xuân. Chảy ào ào soi cho người thái người giao lên đùi đêm canh khuya đùng đình đốt đuốc đi rừng à. Vui về họp mặt nên oanh quân trần áo dắt khăn xanh này khoe khăn vẫn đầu quần chân nào dắt tem thuốc mùa là thoăn thóp này mới chuyên cau râu đỏ thắm mà làm xuyên hoa ngâu cài tóc nghiêng càng thêm bạc chiều mới ban ra quân phương hội họp để đã tặng hay ban cho tiền tốt lụa dày à.
ban cho tiền tốt lụa dày, bổng lộc cho lắm về đây cho càng nhiều, ban cho dài nhất sang nhiều. Xuân lệnh hạ du một cơn ni hạt phân cù, mượn thân phàm xuống đất xin tư làm thân. Hồng vẫn phủ kín giữa khắp hiên hòe sân lan, lịch sử nét dịu dàng tô nữ tiên nga ngần ngần tuyết thếp làn da hồng hồng ba phấn nền kiều xa trung đình. Chấm thoa thoáng điểm thu hồ soi, dáng ngọc bóc ngà người trên trần dưới đố ai đã dám so. Lên non cao luyện phù
xa cạp mì lưng thổ vùi thuốc dẫn xào hai chân đi bước dòng nhàn cổ đeo kiềng bạc hoa tràm áo lam trầu mặc khăn lam vẫn đầu yêu bạch tinh cam châu cáp bàn ai có bệnh thuốc tan sẽ qua phù thiên chân quý chủ ta châu bảy kim giao thái nguyên mỏ bạch và vào ra sớm chiều thanh gia đại tướng đông nhung nghi bắt nạt nề đại tướng đông nhung quê người bạch hạc ngụ vùng phượng lâu thanh gia hồi cung 90 trên suối mao xa từ 13 châu cửu ngự tòa sơn lâm thanh gia hồi cung đông mỏ chi lăng có ai lên trên đông mỏ chi lăng lên châu mười nữ kiệt đã cứu dân tiền triều thanh gia hồi cung bắc lệ bao xa có ai đi bắc lệ bao xa ai đi chiêm bái phải qua quy định ở châu trên thông reo dưới hơi thanh gia hồi cung phi phương nghe vô sinh ra bóng quan hoàng ông hoàng cả phi phương cái tăng thượng giới đẹp duyên cõi trần thanh gia hồi cung đem quân lên ngàn hoàng đối đem quân lên ngàn để đùng đùng súng nổ dậy vang bốn phương trời thanh gia hồi cung biến lên nề mặt nước lạ lùng rõ ràng ông bơ thoải chân dung khác thường thanh gia hồi cung lên đất bảo hà nhắn ai lên đất bảo hà đến mùi phong nguyệt đi đó là cảnh tiên nề lỗ nhang xạ nhiệt pháp dưới mông ân chư phật thất giao văn tùy sứ kết tượng vân thành nghi phương ngân chư phật hiện toàn thân nam mô nhang cung rằng bồ tát ma thất nam mô nhang cung rằng bồ tát ma thất thanh gia hồi cung nghệ an ni hoàng mười trấn thủ nghệ an về huyện thiên bản ni hoàng làm quan đất phủ dày thập thoáng răng thành nghi cảnh hồng thập thoáng răng thành Nghệ An có đức thánh minh quan hoàng mười thanh gia hồi cung dáng ngự lên chơi lúc thanh nhàn nè cô nhất loan dáng lên chơi hàng tàu sóng đủ ba màu nhiễu hoa thanh gia hồi cung thiên thai là cảnh bông lai tấu đôi thượng đại tài ai qua thanh gia hồi cung là bóng cô ba hiển danh nghi là bóng cô ba lên tàu xuống rộng ba tòa thoải cung đố nhang xa nhiệt pháp dưới mông ân chư phật đại hội thất giao văn tùy sứ kết tượng văn thành lý phương ân chư phật hiện toàn thân nam mô nhang cung rằng bồ tát ma tát nam mô nhang cung rằng bồ tát ma tát thanh gia hồi cung ai lên na tới tổng tây hồ hỏi thăm cho tới đền thờ cô tư thanh gia hồi cung cô năm xuống lân nê cung thỉnh mời cô năm xuống lân nê qua ga sông hóa tới đền thờ cô thanh gia hồi cung đệ tử con dâng bài văn tấu cung thỉnh mời cô sau sớm trang thanh gia hồi cung cô bảy kim giao danh tiếng đồn nề cô bảy kim giao thái nguyên mỏ bạch cô vào ra sớm chiều thanh gia hồi cung
lắng nghe tiếng hát véo von mình thiên cô tám mi của lên non nở hai thành ra hồi trong sông nguyên xưa cô chính cận mẫu trong sông nghìn quyền cai chính diễn ca chầu trong nghìn ba tòa sạch công lầu lầu nước tiên lĩnh ở sông sâu
lòng son, lá dầu ví tựa lòng son nì. Quả cầu ví tựa lòng con thanh đồng, từ nay phải đạo làm tôi. Xe cánh quạt tiên cô về mở quạt cho đồng nghề, quạt cho đồng tử bốn mùa tốt tươi độ cho nụ nở hoa cười. Cười quạt cho nụ nở hoa cười, đáng thanh đáng lịch nghĩ lên người tuyển quyên, quạt cho sóng lặng bể an. Sóng lặng bể an, quạt cho sóng lặng bể an đi, rằng sao sáng tỏ làm xua tan mây mù. Trần gian căn số phải thơ. Căn số phải thơ, trần gian căn số phải thơ, chưa ra hầu hạ còn cơ, vẫn còn đầy tưởng rằng thèm gió nghe mây. Cây héo mọc rồi quạt cho, cây héo mọc rồi sai hoa kết trái, thương mùa tốt tươi độ cho nụ nở hoa cười. Cứu trợ người Trần tiên cô, cứu trợ người Trần thì ai hay nhủ bảo, biết thân giữ gìn vâng lời mẫu nhủ cô lên. Cô về tiếp lộc ban tài, ban công thưởng lộc cho thanh đồng, nhất tâm ban cho tiền tốt lúa dày. Ban công thưởng lộc cho người trần gian, độ cho đồng lịch bóng sang. Chép biên này chữ nên cô bỏ, chữ đỏ cô về cho đôi chữ chàng xinh. Chữ phu chữ quy cho khang ninh thọ trường, độ cho dũng mạnh đôi đường.
phép cô gia vũ đằng vẫn là cứu người ngoài Bắc hiện thân cõi Nam dấu thiên. Cô đi trong am chuyện hẳn hoi. Nền son liệt chuyện hẳn hoi ngũ hành bát ni quay luận hồ đồ thư ni phép cô biến hiền thần cương trần muốn nhờ gặp chốn thanh tân gặp chốn thanh tân muốn nhờ gặp chốn thanh tân nhường xa bàn học thanh gia